có một lối chỉ dạy quá độc đáo, khiến độc giả đọc thiếu một chữ, khiến độc giả đọc sách thiền phải ngơ ngác, không tìm ra manh mối nghĩ suy, như người vớ tay vào tấm vách sắt không có chỗ để bám. Thực tình chủ yếu thiền tông không muốn người học mắc kẹt vào ngôn ngữ bên ngoài, cũng không rơi vào tâm suy lự bên trong. Thiền sư chỉ thẳng người học phải trực giác trực nhận, vừa mắc kẹt ngôn ngữ đã cách xa ngàn dặm, rơi vào suy tư đã cách xa bằng mấy năm ánh sáng. Phút giây tham vấn giữa thiền khách với thiền sư là phút tổ cà khai trận. Sự đối đáp phải nhanh như điện chớp lửa nhán, vừa trầm ngâm suy tư là ăn đòn đuổi ra. Cho nên trong khi đối đáp ấy, nhận được liền nhận, không nhận được thì về không, chứ không có thái độ lưng chừng, nửa hiểu nửa không. Mọi hành động ngôn ngữ của thiền sư chỉ dạ đều nhằm chỉ thẳng bản tâm của chúng ta, không quay về mình tự nhận. Chạy theo ngôn ngữ các ngài là bị các ngài lừa. Bản tâm là cái sẵn có nơi chúng ta, bởi do vọng chấp nên quên mất nó. Hiệu dụng của thiền sư là phá chấp, cố khiến chúng ta nhận ra bản tâm của chính mình. Vì thế thiền sư thường nói, ta không có một pháp cho người, chỉ tháo chốt nhổ đinh cho họ thôi. Chúng ta mang quan niệm cầu pháp học đạo đến với các ngài, rốt cuộc ôm lấy một mối thất vọng lớn lao. Chúng ta cần phải có quan niệm chính xác hơn. Học thiền là học tâm, ngoài tâm không có thiền nào để học. Thế mới khỏi kinh ngạc khi nghe lời tuyên bố dưới đây của Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Đây, mở đầu quyển sách, chúng tôi giải thích sơ về thiền cho quý vị biết. Bởi vì thiền nó có nhiều lối trong đạo Phật. Thiền á, nếu ở đây tôi nói những danh từ chuyên môn, rồi có những cơ hội khác tôi giải thích kỹ. Có chia ra Như Lai thiền và Tổ Sư thiền. Như Lai thiền đó là cái lối thiền mà phổ thông Đức Phật dạy chung cho tất cả đồ đệ. Và thiền Tổ Sư thiền là thiền mà các vị tổ sư, một thầy trao cho một trò, nghĩa là trong cái đặc biệt đó, thành ra gọi là thiền Tổ Sư thiền. Mà Tổ Sư thiền cũng gọi là thiền tông, tức là tông phái chuyên tu về thiền mà của các tổ sư dạy. Thì thiền tông, cái lối dạy của thiền tông quá độc đáo, hay là nói cách khác là quá kỳ đặc. Cho nên cái người đọc giả mà đọc sách thiền, đại đa số là ngơ ngác, không biết manh mối đâu mà tìm hết. Ví dụ hỏi thế nào là đạo, có người hỏi ngài Triệu Châu, hỏi thế nào là đại đạo, thì ngài đáp đại đạo thấu Trường An. Nó hỏi thế nào là đạo, thì ngài nói đại đạo thấu Trường An. Tức là ví dụ như ở đây quý vị hỏi tôi thế nào là đạo, thì tôi nói con đường quốc lộ số 14 chạy về tới thành phố Hồ Chí Minh. Tôi nói như vậy quý vị hiểu không? Như vậy người hỏi thế nào là đạo, là người ta muốn hiểu đạo là thế nào, mà ngài nói là con đường về thấu Trường An. Thì như vậy nghĩa là coi như cái lối trả lời nó chỉnh chỉnh chứ không có thật, không có là những cái lời mà chi tiết để giải thích cho cái người học hiểu. Hoặc giả có những trường hợp hỏi thế nào là Phật, ngài trả lời, một thiền sư trả lời ba cánh gai. Quý vị hiểu không? Thì như vậy hỏi thế nào là Phật, trả lời ba cánh gai, thì thiệt là một cái câu trả lời như người hỏi phải tức ấm ách trong bụng, thấy không? Không làm sao mà hài lòng nổi. Nhưng mà câu trả lời đó trong nhà thiền khen câu trả lời hay quá hay, quý vị làm sao hiểu? Đó là tôi nói đơn cử một vài cái ví dụ như vậy. Rồi quý vị cầm cái sách thiền đọc hồi cái nhẫn nhơ. Như vậy thì thiền sư có cái gì bí ẩn, dấu giếm, không chịu nói thẳng cho đồ đệ nghe, hay là tại sao?
Bởi vì những cái này thì tôi không có quyền nói một với một là hai, cho nên quý vị thấy. Mà tôi chỉ nói mỗi ngày một chút vậy đó, rồi vị nào khéo thì nhận ra thì thấy cái hay của nó. Chứ bây giờ nó thẳng quá thì mà chúng tôi thường nói với quý vị, đây là cái phương pháp mà Lục Tổ Huệ Năng đã ứng dụng chỉ dạy cho đồ đệ. Ngài dạy đệ tử Ngài rằng nếu người ta hỏi trắng thì ông lấy đao đen mà đáp, người ta hỏi sáng thì ông lấy tối mà đáp. Dừng dần sẽ là có bao nhiêu câu đáp như vậy thì quý vị nghĩ rồi sao? Ví dụ hỏi thế nào là sáng, nói tối, rồi quý vị hiểu không? Thì mình hỏi sáng là tốt, làm sao giải nghĩa, định nghĩa cho rõ ràng cái sáng, mà Ngài không nói sáng mà Ngài nói tối, rồi làm sao mình hiểu được? Nhưng mà chính ở trong đó tôi nói chút cho quý vị thấy, tại vì ngôn ngữ thế gian nó chúng ta dùng à, chúng ta dùng ở trong một cái tương đối quá mức, mà tất cả những cái gì ở đây trong nhà thiền chỉ, đây là tôi nói nhà thiền mà thiền tông á, chỉ là muốn chỉ tới cái chỗ cứu kính tuyệt đối, chứ không phải chỉ cái tương đối. Muốn chỉ cho chúng ta thấy cái cứu kính tuyệt đối mà đang sẵn có nơi chúng ta, mà ngôn ngữ thế gian toàn ngôn ngữ tương đối, quý vị thấy không? Mà bởi ngôn ngữ tương đối thì làm sao mà chỉ được cái tuyệt đối? Mà nếu ngôn ngữ tương đối đó mà mình lại định nghĩa nó một cách xác thực nữa thì người ta kẹt chính là trong ngôn ngữ thôi. Vì vậy mà Lục Tổ Ngài muốn dùng ngôn ngữ để dẹp ngôn ngữ, tức là hỏi tối thì nói sáng đáp. Thì nếu mà biết à như vậy à, hỏi tối thì lấy sáng đáp, thì cái tối và sáng là hai cái đối đãi không thiệt. Thì hiểu à, ngôn ngữ là hai cái đối đãi không thiệt thì cả dĩ mình có thể mình nhìn lại mình thấy cái thật của mình. Thế còn mình mắc kẹt ở trên nghĩa, trên chữ thì không đời nào mình thấy được cái thật đó. Cho nên hiểu rồi mình mới thấy. Sở dĩ chúng ta định nghĩa thế này thế kia, định nghĩa cho rõ, cho thật kỹ càng, cho tinh tế. Nhưng mà càng định nghĩa thì người học càng mắc kẹt, càng không thấy được lẽ thật. Ví dụ như một cái ví dụ rất thường đó nhà thiền á. Ví dụ như mình uống nước thì hỏi uống nước là lạnh hay nóng, thì cái người uống nước nếu là lạnh á thì nó nước lạnh, phải lạnh như cái gì thì phải nói sao, lạnh như nước đá hay lạnh như cái gì? Nhưng mà cái uống hồi uống đó, không phải lạnh như nước đá, nhưng mà hỏi nước như cái gì thì phải diễn tả hoặc là như nước đá hoặc là như xương hay như cái gì đó, nhưng mà đều không đúng với cái họ có cảm giác ở trong cổ họng. Và cái cảm giác trong cổ họng là diễn tả không được. Nếu có diễn tả thì mượn hình ảnh khác, mà hình ảnh khác là phải đúng sự thật. Như vậy mà sự thật chỉ có cái người đang hưởng được đó mới thấy được là thật. Còn cái người bên ngoài nếu có diễn tả thì càng diễn tả càng sai. Quý vị thường thấy, ví dụ như chúng ta thường giải thích cho mấy đứa bé biết đó, đứa bé nó không biết con cọp ra sao. Chúng ta là người lớn từng thấy con cọp, rồi giờ nó hỏi chưa ba con cọp thì sao ba, con cọp nó giống con mèo, giống giống con mèo đó. Thì như vậy thì cái lối mình nói nó cũng là cố tình cho nó hiểu, phải không? Nhưng mà nó lại tưởng con cọp có chút xíu như con mèo vậy, thì đó là lầm rồi. Mình cố cho nó hiểu, mà nó hiểu rồi càng hiểu càng sai. Thì chỉ có khi nào nó thấy được con cọp thì mới thấy được lẽ thật của nó. Cho nên cái thế gian thì người ta cho mượn cái này để hiểu kia, nhưng mà càng mượn càng hiểu là càng xa với sự thật. Vì vậy mà tổ sư á, các ngài không muốn cho chúng ta đi ra ngoài lẽ thật, mà muốn chúng ta nhân câu nói của các ngài, hành động các ngài mà nhận ra được lẽ thật như mình. Do đó mà các ngài khóa hết cái ngôn ngữ. Vì vậy cho nên trong nhà thiền, quý vị nếu đọc sẽ thấy có nhiều vị đang hỏi rồi được vị thầy hoặc là nạt hoặc là đánh hoặc gì đó liền ngộ đạo. Thấy ngộ đạo là ngộ cái gì? Tức là cái mà đang tìm đó không phải giải thích mà mình ngộ,
mà chính là dân hành động khác thường để mình ngộ. Mình ngộ được tức là mình thấy được lẽ thật nơi mình, chứ còn không phải các ngài chỉ ra được. Bởi lẽ thật nó không thể chỉ được, thì chỉ được tức là cái gì có hình tướng như tôi vừa nói. Do đó cho nên người một thiền khách đến hỏi một thiền sư đó, thì cái giờ phút hỏi là gọi là giờ phút sổ cờ ra tận. Nghĩa là tức là giờ phút đó là chớp nhoáng, nghĩa là vừa sai đi một chút là an toàn. Nghĩa là thầy trò phải lanh lẹ, nghĩa là mỗi một câu nói một hành động phải nhanh như chớp mới được. Mà liền đó ngộ thì chúng còn suy nghĩ sạch, vừa suy nghĩ là sạch. Mà chúng ta còn nhiều hiểu qua cái suy nghĩ, phải không? Như tôi nói, quý vị muốn hiểu tôi nói, tôi quý vị phải trầm tư suy nghĩ để hiểu. Để hiểu đó không phải hiểu được lẽ thật. Ở đây muốn thấy được lẽ thật là do trực giác trực nhận. Mà muốn trực giác trực nhận thì một câu nói có ý nghĩa là câu nói làm cho người ta phải suy nghĩ. Mà làm cho suy nghĩ tức là dẫn người ta tới trong cái dòng vọng tưởng này. Còn cái truyền thông này chỉ là tục tục. Để người ta phải suy nghĩ. Mà làm cho suy nghĩ tức là dẫn người ta tới trong cái dòng mà vọng tưởng rồi. Còn cái thiền tông này chỉ cho chúng ta ngay cái chỗ mà không cần vọng tưởng, tại vì chúng ta vừa thấy nhận ra liền. Mà nhận được như vậy đó gọi là ngộ đạo. Do đó thì nó hết sức là khó khăn. Mà chính cái khó khăn đó mà người ngộ được thì đời đời không quên, sống được cách tự tại. Đó là những cái điều mà sau này tôi sẽ nói. Và trong nhà thiền thường thường các ngài dạy, các ngài không có một pháp dạy cho mình, mà các ngài chỉ gọi là phá chấp. Phá chấp tức là trong nhà thiền gọi là tháo chốt nhổ đinh đó. Chúng ta mắc kẹt thì ngài gửi cho chúng ta hết kẹt thì thôi, chứ còn không có cái gì để dạy chúng ta hết. Thì quý vị thật tình nói học đạo, đại đa số chúng ta đều có cái tâm hồn nghĩ rằng có cái đạo nào đâu ở ngoài bên ngoài để mình cầu học. Nhưng mà sự thật không phải vậy. Học đạo là học lại mình đó. Tức là đạo nó nằm sẵn nơi mình mà mình không thấy. Bởi sao mình không thấy? Do những cái chấp điên đảo của mình, mình không thấy được đạo. Do đó nên các ngài phá được cái chấp mình thì tự nhiên mắt mình sáng lên, mình liền thấy đạo. Chứ không phải là học cái gì bên ngoài. Tôi ví dụ, cũng như có người có mắc bệnh, có mắc bệnh thì cầu thầy thuốc để chữa trị cho mình sáng. Và chữa trị cho mình sáng thì khi mình bị bệnh có mắt á, mình không thấy cảnh ở trước. Thầy thuốc chữa trị mình á, thì khi họ trị con mắt mình nó lành rồi thì tự nhiên mình thấy cảnh đi trước. Chứ không phải thầy thuốc đem cái sáng lại cho mình, phải không? Thầy thuốc không có đem cái sáng lại cho mình, mà chỉ làm cho con mắt mình nó mạnh đi, giờ mình thấy được, mình sáng lên. Chứ không phải là ông thầy thuốc có cái quyền năng đem ánh sáng lại cho mình, mà sáng là tự con mắt của mình sáng. Do đó cho nên chúng ta là người học đạo là cốt phải thấy rõ cái bệnh của chính mình đang mắc kẹt những cái bệnh gì. Thì tất cả quý vị ở đây, quý vị nghĩ quý vị có phải là người hay chấp hay không? Thường thường trong nhà Phật nói cái chữ chấp á, chữ chấp là một cái chữ mà nghe thông thường lắm. Chấp là gì? Tức là nắm chặt lại. Thì cái chấp của chúng ta chấp ngàn muôn thứ chấp. Ví dụ nơi thân này thì chúng ta chấp sao? Thân chúng ta là sống dai mượn như tôi thường nói đó, mà chấp nó là thiệt, phải không? Chấp nó thiệt rồi, bên cạnh chấp thiệt là chấp nó quý. Quý là chấp cái danh dự của nó, rồi chấp đủ thứ chấp hết. Thì từ những cái chấp đó, chấp thân này là thiệt rồi thì thân này mà sửa tạm hoại thôi, khóc lên khóc xuống, khóc bù lu và la, phải không? Đó là tại vì mình chấp. Và nó vừa chấp là có cái khổ thôi đó. Rồi chấp nó là quý, mà ai khinh nó cái mình khổ sở, mình buồn rầu. Thì như vậy cái khổ khi người ta khinh mình đó là tại vì, tại vì mình chấp. Tại vì chấp nó là quý, là mình chấp nó là đẹp, mà ai chê nó xấu cho mình buồn, phải không? Thì tất cả cái mà mình đau khổ hiện giờ đó đều tại mình chấp mà ra hết. Quý vị xét có phải vậy không?
quý vị tự kiểm thế là có phải tất cả cái đau khổ hiện giờ chúng ta đều do cái chấp của chúng ta mà ra cái gì? Ví dụ mình nói một câu nói mình cho là hữu lý, người khác họ không chịu nghe, họ sửa câu nói mình của mình sao? Mình nói giận lên, mà giận lên là tại sao? Tại mình chấp câu nói mình là hữu lý, phải không? Chứ mình nói thôi thôi thì mình nói thấy lẽ này người ta thấy lẽ khác, mỗi người có quyền thấy khác nhau, tại sao mình cố chấp? Thì tự nhiên mình không buồn. Và còn cái gì mình cũng cho mình là chân lý hết, đưa ra cái gì bắt thiên hạ cũng phải nhận nó là đúng. Mà khi họ không nhận đúng thì mình phát tức, phát cáo lên, rồi từ cái đó mà mình đau khổ. Thì như vậy quý vị thấy mọi sự khổ đau có phải là ai đem đến cho mình đâu, phải không? Từ cái chấp của mình mà ra hết chấp sai lầm đó. Vì vậy cho nên cái chấp đó nó vô ngàn trăm ức thứ chứ không phải một thứ. Và càng chấp thì càng khổ. Người nào chấp nhiều người đó khổ nhiều, chứ không có gì lạ. Người nào biết trả những cái đó là người đó hết khổ. Do đó cho nên nhà thiền là cốt phá cái chấp. Tức là thí dụ như chúng ta thấy lâu nay chúng ta nghĩ rằng Phật là một cái vị ở trên chúng ta cao siêu tuyệt vời, dạo ngoài chúng ta. Cho nên chúng ta lại mới hỏi thiền sư hỏi thế nào là Phật, mong ngài giải thích Phật có những cái gì hay cao siêu cho mình hiểu. Nhưng mà ngài trả lời ba cân chai, cái cục hứng rồi, phải không? Cục hứng không còn suy nghĩ gì được nữa hết. Thì như vậy mình làm sao hiểu Phật thì sao? Rồi người đó nếu họ đi về thì sao? Không hiểu gì hết. Không hiểu mà chứ đừng có nói suy nghĩ, không có cái gì để suy nghĩ được. Rồi hỏi Phật thế nào, Phật là ba cái gì ra, làm sao hiểu? Nhưng mà chính cái không hiểu đó, nếu mà bừng sáng mình thấy à như vậy Phật là cái gì nó sẵn nơi mình rồi, chứ không phải mình đó, chứ không phải như mình tưởng lâu nay. Bởi đó là một lối phá cái chấp tưởng của mình. Nói tới Phật là ngồi trên tòa sen có hào quang thịt này kia nữa đó, mình cứ quan niệm như vậy. Cho nên các ngài phải dùng những cái lời mà làm cho mình biết nói không hiểu. Mà không hiểu nếu mình khéo thực nhận lại thì mình liền thấy Phật không xa mình. Đó là một cái lối đặc biệt. Mà đặc biệt đó thì người thế gian không làm sao hiểu nổi hết. Chỉ có những cái người học đạo quen rồi thì nghe như vậy khả dĩ mới có thể hiểu. Như vậy thì tôi mới nói sơ một chút cho quý vị thấy cái khó của thiền tông đó. Nhưng mở đầu vô trong thiền tông thì thấy cái lối dạy cũng khó khăn như vậy. Mà những cái khó đó là có cái gì ẩn khuất hay là có một cái gì nó bí mật. Thì cái đó nếu chúng tôi cứ để nguyên á thì quý vị đọc thì sẽ thấy nó khó khăn. Mà nó khó khăn á thì quý vị là người có trí thì tìm kiếm, mà tìm kiếm có ngày quý vị nhận ra được. Còn nếu quý vị là người không có ý chí thì thấy khó khăn cho nên muốn sát xuống thôi đi chơi, chứ như nào dễ dễ đọc thì như vậy tự nhiên rồi không có lợi ích gì hết. Thì do đó cho nên đối với thiền làm cái lối dạy nó độc đáo quá. Mà chúng tôi muốn cho quý vị biết được phần nào, cho nên trong quyển sách này chúng tôi cố tình giải thích để cho quý vị có thể biết được phần nào về cái đường lối của thiền tông. Đó là tôi nói tổng quát như vậy. Bây giờ tới cái phần chủ đích thiền tông. Cái phần chủ đích thiền tông, khi sang Trung Quốc, Tổ Bồ Đề Đạt Ma dõng dạc tuyên bố về pháp thiền này rằng: bất lập văn tự, giáo ngoại biệt thiền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Đã nêu rõ chủ đích của thiền tông. Văn tự kinh điển là giáo tích, chưa phải giáo thể. Giáo tích là dấu chân của giáo pháp, giáo thể là nguyên hình của giáo pháp. Ví như người tìm voi thấy được dấu chân con chân voi, tuy biết được hướng đi của nó, song chưa thấy nguyên hình của nó. Nếu người tìm voi chỉ biết nghiên cứu dấu chân voi rồi hài lòng thỏa mãn nơi đó thì ngàn đời cũng không thấy được con voi. Đây là bệnh của học giả thời đại xưa kia và hiện nay. Thiền tông không nỡ để cho chúng ta xa lầy nơi dấu chân voi, cốt dắt tay chỉ thẳng cho chúng ta thấy nguyên hình con voi. Do đó mới tuyên bố chẳng lập văn tự truyền ngoài giáo lý. Nói truyền ngoài, thật sự nào có ngoài? Nếu có pháp truyền ngoài kinh điển, đó là pháp ngoại đạo, đâu phải Phật giáo. Vì kinh điển là tấm bản đồ
vẽ dấu chân và hướng đi của con voi. Nương đó, người tìm voi tìm tận đến con voi là đạt được mục đích. Nếu người tìm voi nương bản đồ, tìm thấy tận con voi, với người nhờ kẻ khác dắt tay chỉ thẳng con voi, cả hai đều đạt mục đích như nhau. Vì thế câu chẵn lập văn tự, thuyền ngoài giáo lý, mang sẵn chính chất, trị bệnh và đầy đủ tinh thần, chỉ bài sự thật. Thiền tâm cốt chỉ cho chúng ta thấy đạo qua mọi phương tiện, đừng mắc kẹt phương tiện mà quên đạo. Chính vì thế nên nói chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật. Đạo không phải cái gì xa xôi huyền diệu, chính là tâm thể của chúng sinh. Nếu người nhận ra tâm chân thật của chính mình, sự tu hành không sớm thì chày cũng sẽ thành Phật. Tâm chân thật này cũng gọi là tánh giác hay Phật tánh. Thấy được tánh giác thì thành Phật không nghi, vì đã biết Phật nên nhất định sẽ đến Phật quả. Chỉ cho người nhận được bản tâm mình là chủ đích của thiền tâm. Thế nên Mã Tổ sai thiền sư Tự Tại Hiệu Phục Nhiêu mang thơ sang cho quốc sư Huệ Trung. Đến nơi quốc sư hỏi, gần đây Mã Đại Sư dạy đồ chúng thế nào? Phục Nhiêu thưa, tức tâm tức Phật. Quốc sư bảo, là nữ thoại gì? Dây Lao lại hỏi, ngoài cái đó lại còn dạy chúng, còn gì dạy chúng? Phục Nhiêu thưa, phi tâm phi Phật, bất thị tâm, bất thị Phật, bất thị vật. Quốc sư bảo, vẫn còn so sánh chúng ít. Phục Nhiêu thưa, Mã Đại Sư dạy thế ấy, chẳng biết dạo này hòa thượng dạy chúng thế nào. Quốc sư bảo, ba điểm như dòng nước, uống tâm tợ chiếc liền. Đó là chữ tâm, chữ tâm trong chữ Hán đó. Một rồi hoành, ba điểm, một điểm, hai điểm, ba điểm, rồi cái hoành này nữa, đó gọi là ba điểm. Ba điểm như dòng nước, uống tâm tợ chiếc liền. Nguyên chữ Hán là tam điểm như lưu thủy, khúc tợ ngải hòa liêm. Thế thì Mã Tổ dạy chúng cốt nhận ra tâm mình là Phật. Quốc sư Huệ Trung dạy chúng cũng tại một chữ tâm. Chỗ dạy có hai ngày đều nằm gọn trong câu chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật. Đó là tôi dẫn một đoạn cho quý vị thấy về cái chủ đích thiền tâm. Chủ đích thiền tâm thì nói dài dòng, chứ còn sự thật chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật là chủ đích của thiền tâm. Người tu thiền tâm này nó có cái đặc sắc. Đây là tôi biết rằng giảng về cái quyển này là có lắm vị nghe nó không dính gì với mình hết, nhưng mà rồi quý vị khéo nghe, lắng nghe thì lâu lâu rồi cũng thấm. Chúng ta vào trong một cái nhà chứa toàn là trầm hương, tuy nhiên vào rồi đi ra chúng ta không nắm được cái cây trầm nào hết, hay là một miếng trầm nào hết. Nhưng mà vô trong nhà trầm mà đi ra sao, áo mình cũng có mùi hương chút chút, phải không? Thì nó vậy đó. Thì có nhiều gì nó là nghe tôi giảng rồi về không biết cái gì hết, nhưng mà chắc cũng có một chút mùi phưởng phất đó. Thì nếu mà vô đi qua đi lại nhiều lần thì chắc rồi nó cũng thấm chứ không sao đó. Vì vậy cho nên trong nhà thiền thường nói đó là trong cái cửa bát nhã, nếu người nào có đi qua rồi thì đều được có cái hạt giống bát nhã nó gieo trong đó, chứ không phải là không đâu. Vì vậy nên đừng có nản, quý vị chịu khó rồi sẽ nắm được một phần nào. Ở đây tôi nói thẳng cho quý vị thấy cái chỗ mà chủ yếu hay là chủ đích của thiền tâm á, là chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật. Thì cái câu đó nghe nó quá mạnh, bởi vì hồi chưa đến giờ đại đa số người Phật tử chúng ta tu á, chẳng những là Phật tử mà kể cả tăng ni nữa, tu mà ít có mong thành Phật lắm, có phải không? Thôi bây giờ đời mạt pháp rồi, mình tu để cho có cái nhân, cho có cái phước đời cao hưởng, chứ mong gì mà thành Phật, cứ nghĩ như vậy thôi. Rồi bây giờ mà nghe nói là chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật, cái bộ dễ đó, phải không? Tu để thành Phật là thấy tánh
nó là ngay nơi tâm mình, mình thấy được bản tánh mình thành Phật ngay, chứ không có nghi nữa, chứ không có nói mà đã tu rồi để dành đời sau nữa gì hưởng không có, mà phải thành Phật. Đó. Mà chính cái chỗ đó là cái chỗ chủ yếu của đạo Phật. Vì Đức Phật như trong kinh Pháp Hoa ngài nói đó, ngài nói là ngài chỉ có một Phật thừa thôi, ngài dạy đồ đệ chỉ có một Phật thừa chứ không có hai, không có ba. Và ngài nói nếu mà ngài đem cái giáo lý hay cái gì khác ngài dạy đó, thì đó là ngài còn cái bổn chuyển, tức là cái chỗ cứu kiến của mình thấy mình không dạy hết cho người ta, phải không? Vì vậy cho nên chủ yếu của đạo Phật là dạy cho người nhận được mình là Phật. Vì vậy mà trong kinh Phật thường nói đó, ta là Phật sẽ thành, đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Thì như vậy ngài chấp nhận chúng ta là sẽ thành Phật, chứ ngài không chấp nhận chúng ta sẽ chúng sanh, phải không? Chúng ta là sẽ thành Phật, ngài đã thành chúng ta sẽ thành. Nhưng mà lại có kinh khác nói, nói rằng sau khi thành Phật rồi, Phật thấy tất cả chúng sanh đều đã thành Phật. Thì cái câu đó khó hiểu làm sao, phải không? Sẽ thành Phật thì mình cũng dễ hiểu, vì mình tu thì mình sẽ thành Phật. Mà ngài lại nói rằng thấy tất cả chúng sanh đã thành Phật thì làm sao? Đó là kinh Quang Nghiêm. Kinh Quang Nghiêm nói là 21 ngày sau khi thành Phật đó, là ngài tư duy cái là ngài thấy tất cả chúng sanh đều đã thành Phật hết. Như đã thành Phật thì sao bây giờ chúng ta còn ngồi đây? Quý vị nghĩ sao? Câu nói là có mâu thuẫn câu nói hồi nãy hay không? Trong nhà Phật thật là khó, bởi vì cái giáo lý quá cao siêu, cho nên cái người hiểu mà hiểu thường thường á, hiểu không nổi, rồi đọc cái là cảm thấy có mâu thuẫn. Hồi nãy ngài nói chúng ta là Phật sẽ thành, còn ngài là Phật đã thành, đó là trường hợp ngài chỉ trên cái quả, đứng trên cái quả mà nói, thì ngài đã đạt đạo quả thành Phật, thì ngài đã thành Phật. Còn chúng ta là người sẽ thành Phật vì chúng ta cố gắng tu rồi sau này sẽ thành Phật, đó là căn cứ trên cái quả mà nói. Còn ở đây nói rằng thấy tất cả chúng sanh đã thành Phật đó, là căn cứ trên cái gì? Trên cái nhân mà nói. Bởi vì tất cả chúng ta đều có cái Phật tánh, Phật tánh là nhân, mà Phật tánh đã có từ thuở nào chứ không phải mới đây, nó đã có đó. Mà Phật nhân đã có, cho nên ngài khi thành Phật rồi ngài thấy ủa ai cũng đã có cái đó hết rồi, mà đã có tức là đã thành Phật chứ gì, mà tại vì sao chưa thành? Là tại quên đi, đã có mà quên. Bởi quên cho nên bây giờ còn làm chúng sanh ở đây chơi, chứ mai chiều thì nhớ lại cái làm Phật dễ ợ, cũng có gì khó hết, phải không? Vì đã có thì tất nhiên thì sẽ được, chứ có gì, không có gì khó khăn. Ví dụ, tôi ví dụ, thường ví dụ là, ví dụ như có người cha giàu cho 10 đứa con, mỗi đứa một viên ngọc quý, quý vô giá, quý nha, để còn ngọc đó thì giàu vô kể. Thì người cha cho đồng hết 10 đứa con, trong 10 đứa con có đứa đã trưởng thành, có đứa chưa trưởng thành. Cái đứa mà trưởng thành đó thì nó biết đem hòn ngọc đó ra để nó sử dụng mà nó thành giàu. Còn mấy đứa chưa trưởng thành đó cho mà còn tách chín trong tủ. Cho nên nó thấy anh nó giàu quá, nó phân bì, nó anh mình giàu quá mà mình sẽ còn nghèo. Nhưng mà sự thật thì anh nó thấy sao? Anh tự nhiên thấy mày cũng giàu như tao chứ có gì đâu, phải không? Tao có thua. Rồi tại vì chưa lấy là xài thôi. Đó. Như vậy thì đứng về quả thì thấy người anh là giàu, em là nghèo. Nhưng mà đứng về nhân á thì sao? Thì thấy anh em cũng như nhau, có gì đâu, ai cũng sẵn có hòn ngọc quý. Thì nếu đem ra thì ai cũng như nhau, không ai hơn ai thua. Thì như vậy làm gì mà không nói rằng đã thành Phật? Nó đã giàu rồi, tại nó chưa đem ra xài. Thì nó đã giàu, có hòn ngọc đó là đã giàu, phải không? Đó. Thì chúng ta có Phật tánh tức là đã thành Phật, và tại vì chúng ta bỏ quên. Còn Phật ngài nhớ, ngài đem ra, ngài sống trở lại với Phật tánh đó nên ngài thành Phật. Đó. Như vậy thì để cho quý vị hiểu rõ cái ý nghĩa đó mới hiểu được cái chỗ chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật đó.
nghe chỉ ngay nơi tâm mình và thấy được cái Phật tánh của mình đó để mình thành Phật, hay là thấy được cái tánh của mình đó, cái tánh giác của mình đó để thành Phật, thì chủ yếu thiền tông rồi đó. Chúng ta có một cái mà chúng ta quên, mà ai đây, ai ở giữa này đều có hết, chứ không phải người nào. Ví dụ có nhiều vị có thể phân bì, nếu như chúng tôi tu lâu này kia, biết đạo lý nhiều, cho nên chúng tôi sánh quý vị thì cũng như là phước đức nhiều hơn, còn quý vị thì phước đức ít hơn, tức là còn phải lăn lộn cái trần tục này kia kia nọ. Nhưng mà đối với chúng tôi thì chúng tôi thấy sao? Quý vị cũng giàu như chúng tôi, cũng phước đức như chúng tôi à, nhưng mà tại chưa tu, phải không? Nếu chịu khó tu rồi cũng như chúng tôi, có thua chút nào đâu, chỉ vì chưa tu. Thế còn có, ai cũng có cái Phật tánh hết. Bởi có Phật tánh cho nên mới có thể thành Phật. Cũng như bây giờ tôi ví dụ một cái nữa cho quý vị thấy. Ví dụ như bây giờ chúng ta có sẵn trong tay một số hột cam hay hột quýt. Bây giờ chúng ta có hột cam hột quýt sẵn trong tay. Bây giờ thấy có người họ đã trồng cam trồng quýt có trái ăn, thì chúng ta nghĩ sao? Thì mình thấy mình thua rồi, phải không? Người ta có cam có quýt ăn mà mình bây giờ không có, không có cam quýt ăn, nhưng mà mình đã có hột trong tay rồi. Nếu mình chịu khó trồng như cái người kia rồi cũng có cam quýt ăn, phải không? Chỉ có cái cầm hộp trong tay để hoài, hoặc là ném bậy ném bạ rồi quên đó, thì cái đó là không có quýt ăn. Thì như vậy, có nhân thì tự nhiên, nếu biết khéo sử dụng thì đến quả gì? Đã có nhân, Phật tánh tức là nhân Phật, mà thành Phật đó là quả Phật. À, thì như vậy, thành Phật chỉ là cái quả thôi, mà Phật tánh là cái nhân, mà cái nhân đó ai cũng có hết. Bởi có mà quên, cho nên thiền tâm mới chỉ cho chúng ta thấy, à, chúng ta nhớ lại, mà nhớ lại gọi là ngộ, quên gọi là mê. Chữ mê, chữ Hán gọi là mê, dịch nghĩa chữ Việt mình là quên. Ngộ tức là nhớ gì? Nhớ, nhận ra được là nhớ. Và nhớ lại mình có cái đó thì mình giàu, quên mình không có cái đó thì mình nghèo. Vậy thôi. Như vậy cho nên thiền tâm là cốt chỉ thẳng, chứ không quanh co. Tôi thí dụ một cái này thì quý vị thấy. Thí dụ như hồi nãy tôi nói, Phật muốn được giác ngộ là phải do định mà nó phát huệ, phải không? Như hồi nãy tôi nói, định mà phát huệ. Thì bây giờ đây, muốn được phát huệ là từ định mà có. Thì bây giờ có người không biết định làm sao mà định, thì có thể dạ, muốn định tâm thì cứ tụng câu thần chú Án Ma Ni Bất Di Hồng, Án Ma Ni Bất Di Hồng, tụng hoài đi, đừng có quên. Thì tụng như vậy đó làm sao? Thì không chỉ thẳng cho định, nhưng mà cứ tụng một câu đó hoài, riết là không nhớ gì hết, cứ là tâm nó định như vậy, phải không? Mà dạy định mà không chỉ thẳng cho định nè. Rồi hoặc giả có người bảo muốn được định thì niệm Phật đi, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cứ nhớ một câu niệm hoài, đừng nhớ gì khác, thì cứ một câu nhớ hoài thì lâu rồi tâm mới định. Thì đó là cũng một phương tiện định, định mà không nói định đó. Còn hoặc giả có những vị tu nếu thôi giờ ngồi yên lặng đếm hơi thở, hít vô thở ra đếm một, hít vô thở ra đếm hai, rồi tới mười bỏ, cứ nhớ số rồi nhớ hơi thở thì không nhớ gì khác, thì cứ nhớ số và nhớ hơi thở lâu tâm mới định, thì cũng là lối định, mà mượn cái cảm, mượn lời nói, mượn hơi thở để cho định. Còn thiền tông á thì chỉ định bằng cách nào? Nghe thiền tông thì đơn giản, muốn cho mình định á, không mượn câu niệm Phật, không mượn câu trì chú, không mượn cái đếm hơi thở, mà chỉ thẳng rằng cái vọng tưởng đó là không thiệt, phải không? Cái mà đương nghĩ tính đó, cái đó nó không thiệt, mà biết nó không thiệt là tự nó định, biết nó giả là tự nó lặn xuống. Thì như vậy cái định của thiền tông là định ngay cái thật đó, mà biết thật nó không có, cái vọng tưởng nó không phải là thiệt, không thiệt mà biết nó đã không thiệt, buông nó cái nó hết trời, thì đó là nó định. Định mà không có dụng công bằng một phương tiện nào hết, cho nên cái chỉ đó, nó chỉ sắc, chỉ thẳng. Vì vậy mà thiền tông cũng gọi là cái lối tu đi đường chim á, và biểu đạo là đi đường chim, nên đi thẳng chứ không có đi quanh co.
Còn những cái lối tu khác thì phần nhiều mượn phương pháp, mượn phương tiện, cho nên có vẻ quanh co. Vì vậy mà cái người đi đường chim này là người phải gan chút, chứ nhát nhát thì đi không nổi. Phải gan, tim đừng có đập nhiều. Chứ còn nếu mà nhát quá rồi sợ sợ thì chắc là đi đường này không nổi. Vì vậy cho nên đây nó chỉ thẳng tâm người, ngay nơi tâm mình, chỉ cái nào là trên, cái nào là vọng. Biết cái vọng không theo, sống trở về cái chân đó thì thành thật chứ gì hết. Đó, đơn giản, hết sức là đơn giản. Bởi quá đơn giản cho nên cái lối dạy cũng dường như hết sức là khó khăn. Đó là cái lối mà tôi nói để cho quý vị thấy cái khó mà chính vì muốn chuyển cho hết sức dễ. Và cái gì dễ quá cho nên phải nói khó. Tại sao vậy? Dễ mà mình nói dễ thì người ta khinh thường. Nếu khinh thường thì họ làm không được. Cho nên dễ mà buộc lòng phải nói khó. Khó chính nhờ cái khó đó mà họ quan trọng. Mà quan trọng rồi nhận ra được cái khinh sướng quá, thế rồi nhớ đời đời. Đó là cái thực mà tôi thường nói rằng quá độc đáo lối dạy của nhà thiền. Nếu mà đang ứng dụng trong ngành giáo dục thì chắc là nó hay lạ đời. Bởi vì sao? Người quý vị nghĩ cái tật của chúng ta là cái tật chịu cái dễ, thích cái dễ, lười suy nghĩ, lười tìm kiếm. Cho nên đứa học trò học á, thì cứ cái gì hơi khó hiểu thì hỏi ông thầy, biểu ông thầy phải giải cho thiệt dễ cho nó hiểu. Mà nó hiểu, giải dễ hiểu hội quên mất. Cái gì nó không quan trọng. Bây giờ cái thực mà muốn cho học trò không quên á, phải dồn nó tới cho nó biết. Nó không hiểu, bắt làm sao cho nó tự nó tìm ra, tự nó tìm nó hiểu được, cái thì không nhớ một đời đời. Quý vị nhớ cái bài toán nào mà bí rồi mà không ai giải giùm mình đi tới đi lui 5 ngày, 7 ngày mới giải ra bài toán, không bao giờ mình quên. Thấy không? Còn cái nào mà cái gì không hiểu giải, không hiểu giải lát rồi quên hết trơn. Nó không có nhớ nổi. Cho nên cái thuật làm cho người ta nhớ đời đời là cái thuật phải dồn tới chỗ bí. Mà thiền sư là người dồn tới chỗ bí. Chỉ bắt người học trò. Nói đây thì tôi nói hơi dài dòng. Đây là một câu chuyện nói bất bí á, là như ở trong nhà thiền có kể câu chuyện này. Nói một người cha chuyên nghề ăn trộm, trộm thật giỏi, mà ông già rồi, bà vợ mới than với ông, nói rằng ông ăn trộm giỏi quá, mà bây giờ ông già ông không dạy lại cái nghề cho con để sao nó nối tiếp. Ông nghe vậy ông động lòng, ông nói thôi bữa nay tôi dạy. Thì sẵn có thằng con trai cũng khôn lớn rồi, ông nói thôi bữa nay ba dẫn con đi ăn trộm, dạy con ăn trộm. Thì người con nghe lời ba, đi hai cha con đi ăn trộm. Để tới cái nhà khá giả đó, đào hầm vô. Khi đào hầm vô, ông đào hầm vô xong rồi cái ông lại lấy cái chìa khóa, ông mở cái giường lớn. Cái ông biểu con, nó sẽ con chung vô nằm đây. Thằng nhỏ không biết thì cái chung vô nằm, nằm yên rồi cái ông khóa giường là đàng hoàng, cái ông chung ra, ông lan trộm. Lan trộm xuống nhà bán, trở dậy đốt đèn lên, đi tìm, không thấy gì hết. Trộm ra hết rồi, không thấy gì hết. Cái thằng nhỏ ở trong, nghe chủ nhà đốt đèn lên, cái nó quýnh nó nằm. Nhìn thì thích cho chồng cái dương nó chịu. Chịu hờ cái chủ nhà thấy không có gì, tắt đèn ngủ. Nói chủ nhà tắt đèn ngủ rồi, cái giờ ở tổng nó mới tính mưu kế. Ba mình ác quá, giúp mình trong này. Giờ không cứu mình, giờ làm sao đấy. Bây giờ nó tính mưu, tính kế làm sao cho nó thoát thân. Cái nó mới giả bộ như chuột. Nó lấy cái tay đập vào, chột cái trong cái thành dương. Thì ông chủ nhà ông nghĩ rằng chắc là chuột của nay nó vô nó cạp nó cắn đồ trong dương. Cái biểu người ở đốt đèn ra mở dương coi con gì chuột thì nó ăn nó cắn đồ trong dương. Đứa ở đốt đèn ra cái nó lại nó mở khóa là cái gió nóng dương ra. Cái thì cái thằng con ngay thoát ra chạy cái tiền cái hầm hồi nãy nó chui ra chạy trốn. Thì cái đứa ở la ăn trộm chủ nhà là phát vượt theo. Vượt sao cái vượt nà quá, cái thằng nhỏ chạy tới gần cái giếng, cho nó lượm một cục đá nó quăng ầm cái giếng. Cái họ tưởng thằng trộm rơi giếng họ bu lại đó, cái nó phát thằng nó về nhà. Khi về tới nhà thì nó kêu ông cha đưa ngồi trong nhà, hấp đèn ngồi trong nhà.
vô thấy ông đối giận đó. Nó ba ác là kia, ta khoan 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 nói khoan tất à. Con kể lại cho ba nghe tại sao con mới về được đây. Thì nó mới kể nè, con làm vậy vậy đó, bây giờ con về được. Nó nói à, như vậy thì con giỏi quá, con đã thành nghề rồi, nó khỏi vậy nữa. Thì quý vị thấy ổng dạy ông cậu cái đó, và đó là lời của một thiền sư Pháp Diễn. Ngài kể, và ngài kể đó là tức là cái dạy thiền này cũng giống như vậy đó, cũng như ông cha ông dạy đứa học đứa con ông cậu vậy đó. Chỉ dồn tới chỗ biến rồi tự nó phát minh ra rồi, nó ngộ đạo à, chứ không có cho nó cái gì hết. Thì như vậy, thấy cái thuật đặc biệt của nhà thiền, không ai tưởng tượng được cái thuật đó hết. Nhưng mà cái thuật đó là cái thuật mà đời đời không quên. Ai mà ngộ được rồi thì người đó nhất định suốt đời không bao giờ quên cái chỗ mà cái khả năng đặc biệt của mình đó. Thì như vậy, nói tóm lại, nhà thiền là cốt gợi lại cho chúng ta phát minh cái gì của chúng ta, chứ không phải đem cái kiến thức bên ngoài vô cho chúng ta, phải không? Cũng như ông cha dạy con mà chỉ là dồn nó tới chỗ bí rồi tự nó phát minh ra, rồi tự nó phát minh thì nó thành nghề thôi, chứ không phải ông có cách gì dạy cho nó hết. Thì ở đây cũng vậy, thiền sư chỉ gợi lại hay là dùng một cái thuật nào đó để cho chúng ta biết, rồi tự chúng ta phát minh. Họ phát minh được đó, thì đó là chúng ta thành công. Thì như vậy quý vị mới hiểu cái tinh thần học thiền nó khó khăn như vậy đó. Mà nếu quý vị bước vào đó được rồi thì quý vị sẽ thấy nó có những cái đặc biệt lạ đời mà hồi đó giờ chưa bao giờ chúng ta biết. Cho nên quý vị học sách Phật hay là nghe giảng kinh nhiều lần mà tới cái sách thiền thì quý vị thấy nó lạ đời, nó là một chân trời mới, nó không có giống như các những sách khác. Nó có những cái đặc biệt của nó, mà chính cái đặc biệt này là cái đặc biệt thẳng tắp gần gũi nhất để cho chúng ta đạt đạo, chứ không phải là cái chuyện đặc biệt để rồi chúng ta đi bưng quơ bên ngoài. Đó là tôi nói như vậy để cho quý vị hiểu cái chủ yếu của thiền tông là thế đó. Bây giờ nói tới cái lối ứng dụng về thiền tông trong sự tu. Ứng dụng cái lối giáo ngoại biệt truyền cho quý vị thấy. Những sắc thái giáo ngoại biệt truyền ứng dụng đầy đủ qua sự đối đáp của các thiền sư được đơn cử dưới đây. Thiền sư Vô Nguyệt đến tham vấn Mã Tổ, sư lễ bái quỳ thưa: về kinh điển con hiểu biết đơn sơ, thường nghe thiền môn tức tâm là Phật, Phật chưa hiểu thấu. Mã Tổ đáp: chỉ cái tâm chưa hiểu đó là phải, lại không có vật khác. Chứ hỏi thế nào là mạch truyền tâm ấn của tổ sư tự Ấn Độ sang? Mã Tổ bảo: đại đức đang ồn, hãy đi, suy xác lại. Sư vừa đi ra, Mã Tổ gọi: đại đức. Sư xoay đầu lại, Mã Tổ bảo: là cái gì? Sư liền lãnh hội. Thiền sư Linh Mạc đến tham vấn Thạch Đầu, tự ước hẹn nếu một câu khế hợp thì ở, chẳng hợp liền đi. Khi chưa hỏi vẫn không khế hợp, sư bèn ra đi. Thạch Đầu theo sau đến cửa ngoài, liền gọi: Tà Lê. Sư xoay đầu lại, Thạch Đầu bảo: từ sanh đến tử chỉ là cái ấy, xoay đầu chuyển não làm gì? Sư liền đại ngộ. Quy Sơn dạy chúng: bậc cao sĩ đi hành trước cần phải ở trong sinh sắc mà ngủ nghỉ, trong sinh sắc mà nằm ngồi mới được. Sơ Sơn bước ra hỏi: thế nào là câu chẳng rơi trong sinh sắc? Quy Sơn dựng cây Phật tử lên: Sơ Sơn xưa, đây là câu rơi trong sinh sắc. Quy Sơn trở về phương tiện. Thiền sư Huệ Tịch đến tham vấn Nham Đầu, Nham Đầu thấy liền dựng cây Phật tử lên. Khi trải tọa cụ, Nham Đầu đưa cái Phật tử lại sau lưng, sư vắt tọa cụ lên vai đi ra. Nham Đầu bảo: ta chẳng nhận ông buông, chỉ nhận ông sâu. Thiền sư Huệ Tịch về thăm thầy là Quy Sơn Linh Hiệu. Quy Sơn hỏi: con đã xưng là thiện tri thức, có biện được những người khác nơi đến, biết có hay chẳng biết có, đã kế thừa thầy hay không kế thừa thầy, nghĩa học hay quyền học, thử nói xem. Sư thưa, con có kinh nghiệm,
khi thấy tăng các nơi đến, liền dựng cây Phật tử dạy hỏi y: các nơi có nói cái này hay chẳng nói? Lại hỏi: ý lão túc các nơi thế nào? Như Sơn khen: đây là nanh vuốt trong tông môn từ trước. Quy Sơn lại hỏi: chúng sanh trên quả đất nghiệp thức mênh mang, không gốc có thể tựa, con làm sao biết họ có cùng chẳng có? Khi xưa con có chỗ kinh nghiệm, bỗng có vị tăng đi ngang qua, cứ gọi: Xà Lê. Vị tăng xoay đầu lại: khi xưa bạch hòa thượng, kẻ này là nghiệp thức mênh mang, không gốc có thể tựa. Quy Sơn khen: đây là một giọt sữa sư tử, làm tan tháo đấu sự lừa. Có người đến hỏi đạo, liền dựng cái Phật tử lên, hoặc đưa một vật gì khác lên cũng thế, đều là nanh vuốt trong tông môn từ trước. Đó là hình ảnh Đức Phật đưa cành hoa sen lên, tổ ca diếp cười chứng kiến trong hội liên sen. Phật kêu lên liền dạ, quả là một giọt sữa sư tử, làm tan tháo đấu sự lừa. Chính là chỗ tổ A Nan hỏi tổ ca diếp: ngoài chiếc y kim lan, Thế Tôn còn truyền cái gì cho sư huynh? Tổ ca diếp gọi: A Nan dạ. Tổ ca diếp bảo: cái tướng trước chùa ngã, ngài liền ngộ đạo. Hai diệu thuật này thường được ứng dụng nhiều nhất trong thiền môn, nó là hình ảnh linh động và cổ truyền nhất, cũng là hiện thân của giáo ngoại biệt truyền. Trong đây không tìm ra được câu nào có tính cách đạo lý hết. Những người quen sống với nghĩa giải không sao chấp nhận được, song với bậc xuất cách nhân đây liền ngộ đạo. Vì thế người ta nhìn vào thiền tông dường như có cái gì bí mật lạ lùng không thể nào hiểu nổi. Đó là một đoạn chúng tôi dẫn chứng để thấy cái chỗ mà trực chỉ nhân tâm chiến thắng thành Phật của nhà thiền, hay là giáo ngoại địa thiền của nhà thiền. Như hồi nãy tôi nói, Tổ Đạt Ma ngài tuyên bố rằng, khi sang Trung Hoa là nói rằng ngài trực chỉ nhân tâm, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Giáo ngoại biệt truyền tức là truyền ngoài giáo lý, trực chỉ nhân tâm tức là chỉ thẳng tâm người, kiến tánh thành Phật tức là thấy tánh thành Phật. Đó là cái chủ yếu của Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạ truyền tâm. Thì như vậy, giáo ngoại biệt truyền tức là nói là truyền ngoài giáo lý. Qua hình ảnh này thì quý vị thấy các ngài chỉ cho nhau được ngộ đạo mà có câu nào giáo lý đâu, phải không? Ví dụ như trường hợp thiền sư Vô Nghiệp hỏi Mã Tổ, thì nói rằng về kinh điển con biết đơn sơ, thường nghe thiền môn nó tích tâm là Phật, nhưng Phật chưa hiểu thấu. Thì Mã Tổ đáp là chỉ cái tâm chưa hiểu đó là phải, lại không có vật khác. Cái câu nói nghe nó lạ đời, nói không hiểu mà ngài nói chính cái chỗ không hiểu đó là phải, không có cái gì khác. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta hiểu là sao? Dùng cái nghĩ suy mà hiểu, mà cái nghĩ suy hiểu đó được cái hiểu bằng vọng tưởng. Và vọng tưởng là cái giả dối, chợt có, chợt không. Thì cái đó là cái giả, thì đâu phải là cái tánh chân thật. Cho nên cái chưa hiểu đó là phải. Nên trước khi mà chưa suy nghĩ để hiểu đó, thì cái đó không phải là gì. Vậy mà người ta không hiểu. Nghe nói tới đó mà nhà Vô Nghiệp cũng không hiểu. Rồi nhà Vô Nghiệp đã hỏi, thế nào là mật truyền tâm ấn của tổ sư tử Ấn Độ Sang? Tức là tổ sư Ấn Độ Sang truyền tâm ấn là truyền cái gì? Thì ngài nói, ông đang ồn, hãy đi, đi khác lại. Nó là ngứ như vậy đó là ông đang ồn. Ồn thì sao? Là tại vì mình cứ băn khoăn thắc mắc, không biết tổ truyền cái gì. Truyền cái gì? Mà vừa băn khoăn thắc mắc thì nó đã ồn, nó đã động rồi. Động rồi cho nên nó là ồn, hãy đi khi khác lại. Rồi ngài mới đi ra. Ra thì Mã Tổ gọi, đại đức, ngài khai đầu lại. Mã Tổ bảo, là cái gì? Là cái gì thì đại đức? Thì quý vị nghe,
Ví dụ như là quý vị tên A, tôi hỏi kêu ông A, quý vị được xoay đầu lại. Thì khi mà kêu A đó, quý vị nhân đâu mà biết xoay đầu lại? Liền nghe. Mà khi nghe quý vị có kịp suy nghĩ gì không? Mà không suy nghĩ sao biết? Nếu không biết làm sao quay đầu lại? Phải không? Vừa có nghe là có biết, phải không? Để biết cho nên mới quay đầu lại. Mà người ta không chịu nhận cái biết ở đó, mà chỉ nhận cái biết ở trong đầu suy nghĩ. Cho nên lầm. Thì như vậy cho nên cái ngày vô nghiệp, ngài hỏi là cái gì để ngài tỉnh ngộ liền? Ngài biết mật truyền tâm ấn tổ sư trưởng đệ tàng là. Quý vị biết chưa? Chưa phải để dành đó. Rồi tới chuyện xuống linh mạng cũng vậy. Ngài tới thăm hỏi ngài Thạch Đầu. Ngài ông nói rằng nếu mà hỏi một câu mà nói cái hợp thì ở, còn nói không cái hợp thì đi. Thì hỏi rồi ngài nói mà khai không hiểu. Rồi ra đi, ngài Thạch Đầu đưa tới cửa. Ngài Thạch Đầu liền kêu Sa Lê, ông xoay đầu lại. Ngài Thạch Đầu bảo rằng từ sanh đến tử chỉ là cái ấy, xoay đầu chuyển não làm gì? Từ sanh đến tử chỉ là cái ấy, xoay đầu chuyển não làm gì? Câu nói như vậy, người ở ngoài nghe nó lạnh nhạt làm sao, nhưng mà người hiểu đạo rồi thấy nó thấm thiết là sao. Từ hồi quý vị còn tâm nôi cho tới giờ quý vị tắt thở, những cái tiếng kêu gọi quý vị có nghe không? Cho tới giờ ngủ gọi là giờ mà nghe đó, nhưng mà kêu bên lỗ tai cũng vẫn nghe mà. Thì từ sanh đến tử nó là như vậy, mà còn từ tiếng gì nữa, nó rõ như ban ngày người ta không thấy. Nhưng chính nơi chúng ta có một cái thật mà chúng ta quên, bỏ quên cái thật đó mà chạy theo cái giả dối. Thì đây là cái lối mà chỉ thẳng cái thật đó, mà thật là cái lối chỉ thẳng này quá quá độc đáo đi, cho nên người nghe thường không lãnh hội nổi. Bây giờ đó, thì nãy giờ quý vị thấy quan trọng cái chỗ này, phải không? Bây giờ tới cái quan trọng thứ hai, quy sơn dạ chúng là bậc cao sĩ, cái hành trước cần phải ở trong sinh sắc mà ngủ nghỉ, trong sinh sắc mà nằm ngồi mới được. Thì ngài sơn sơn bước ra hỏi thế nào câu chẳng rơi trong sinh sắc, nó chẳng rơi sinh sắc, ngài cầm Phật tử đưa lên. Thì ông kia nói đó là rơi sinh sắc, là được cái Phật tử là hình tướng, thì tức là rơi Phật tử, rơi trong sinh sắc là ngài quăng Phật tử mà đi trở về. Tức là như vậy là ông sơn sơn nó hiểu hay không? Thấy sắc mà không phải sắc. Như vậy thì đưa cây Phật tử lên, thì tại vì ngày sơ sơ ngày tưởng cây Phật tử là quan trọng, cho nên ngài mắc kẹt trong sắc. Chứ nếu đưa cây Phật tử lên mà ngài đừng mắc kẹt cây Phật tử thì đâu phải rơi trong sinh sắc. Mà bởi ông không hiểu cho nên ngài trở về phương trượng. Đến như ngài vệ tịch tham vấn một Nham Đầu, Nham Đầu thấy liền dựng đứng cây Phật tử lên. Thì cái ngài đây gọi là kỳ phùng địch thủ đây. Nghĩa là vừa dựng cái Phật tử ra với ông nào ông trải cái tà cụ ra. Tức là gặp cái tà đối địch với mình để đưa lên, ông thầy đưa lên thì người trò phải trải ra. Đó là cảm thông với nhau rồi. Rồi cái thì ông thầy ông đưa cái Phật tử lên sau lưng, thì cái học trò dắt cái tà cụ lên ra đi ra. Thì như vậy đó là hai người. Thường thường á, tôi nói cho quý vị thấy trong nhà thiền, nếu mà thầy và trò cái trình độ tương đương nhau, trên tầng chuyên môn gọi là chủ và khách á, chủ và khách mà tương đương nhau á, thì người khách tới hỏi người chủ, thì người chủ vừa có một hành động nào, nếu là đứng thì người học trò phải ngồi, nếu là nói thì người học trò phải đứng. Nghĩa là biết để mà đối đáp, như vậy thì cảm thông nhau được. Còn bằng người ta đứng thì mình lại đứng nữa thì sai rồi. Như vậy thì cảm thông nhau được. Còn bằng người ta đứng thì mình lại đứng nữa thì sai rồi. Đó là không hiểu gì hết.
Như vậy mà ông đưa cây Phật tử lên thì cái ngọc cải tọa tụ ra. Tức là đưa lên thì cái nào phải hạ xuống. Thì đó là hai người hiểu nhau, cảm thông nhau trong đó rồi. Rồi ông phóng về sau thì dắt tọa tụ lên, xuống dắt lên. Thì đó là hai người cảm thông. Và cảm thông tức là tương đương với nhau, là hàng đối địch với nhau rồi đó. Còn mình không biết thì thấy cái hành động đó không biết cái gì hết trơn. Đó là cái đặc biệt của trong nhà thiền. Dài đối đáp mà không bằng lời, chỉ bằng hành động thôi. Đó là cái lạ. Rồi đây, như ngài Huệ Tịch. Huệ Tịch tức là ngưỡng thên Huệ Tịch á, về thăm thầy là tổ Quy Thanh Linh Hữu. Ngài Linh Hữu mới hỏi: con đã sinh vào thiện tri thức, có biện được những người các nơi đến, tức là những thiền khách các nơi đến, biết có hay chẳng biết có, tức là tri hữu ở trong cái chỗ sau mà tôi duy trì cái ngộ thứ ba đó. Tri hữu tức là biết có, tức là biết mình đã có cái đó đó. Tức là có ông Phật sẵn là biết có hay chưa biết có, làm sao mà kinh nghiệm được cái đó. Đã kế thừa thầy hay không kế thừa thầy, tức là đã có thầy truyền cho rồi hay là chưa có. Nghĩa học hay quyền học. Nghĩa học tức là học theo dưới giải, quyền học tức là học theo thiền đó. Thử nói xem. Thì ngài nói: con có kinh nghiệm. Khi thấy vị tăng các nơi đến thì dựng cái Phật tử lên. Hỏi các nơi có nói cái này, có nói cái này hay chẳng nói. Đưa lên hỏi các nơi có nói cái này hay chẳng nói, thì liền biết cái người đó là hạng gì rồi. Đó là cái kinh nghiệm đặc biệt của ngài. Thì như vậy thì được ngài Quy Tân khen, đó là năm vuốt nhà thiền đó. Đó, ông làm như vậy đó là ông đã được năm vuốt nhà thiền. Rồi Quy Tân lại hỏi thêm: phải chứ, chúng sanh trên quả đất nghiệp thức mênh mang, không gốc có thể tựa, con làm sao biết họ có cùng chẳng có? Nó là nghiệp thức mênh mang, không có hiểu nổi. Bây giờ làm sao biết người đó đã nhận ra mình có Phật tánh hay chưa nhận? Thì nó còn có kinh nghiệm. Ở kinh nghiệm sao? Thì nó liền khi đó thấy ông thầy đi vào, ông liền gọi xa lê. Vị tăng nó xoay đầu lại. Thì giả sử giờ quý vị mà đi ngang là ngài kêu thì mình sao? Mình cũng xoay đầu lại thôi. Mà xoay đầu lại rồi cái ngài thưa liền: bạch hòa thượng, kẻ này là nghiệp thức mênh mang, không gốc có thể tựa. Xoay đầu lại. Nếu vừa một tiếng kêu xoay đầu lại mà mình nhận ra được cái ý của ngài á, thì xoay đầu lại mình liền đánh lễ hay mình làm cái gì đó thì biết rằng mình đã nhận ra ông chủ. Còn xoay đầu lại mà ngơ ngác thì biết đó là gã nghiệp thức mênh mang rồi, phải không? Mà mình nghe kêu thì chắc rằng cũng giống như vậy, xoay đầu lại cách ngơ ngác không biết gì hết, thì đó là nghiệp thức rồi, có gì đó. Cho nên thật là cái khéo léo lạ lùng. Cho nên tổ Quy Sơn mới khen: đây là một giọt sữa sư tử làm tan sáu đấu sữa lừa. Thì như vậy quý vị thấy rõ hai hình ảnh đó đều phát xuất từ đâu. Thì theo cái tinh thần thiền tông kể lịch sử nói rằng khi xưa Đức Phật ở trên hội Linh Sơn, tức là hội nói pháp ở trên núi Linh Thứ, bỗng nhiên ngài đưa cành hoa sen lên, cả hội chúng ngơ ngác, chỉ có ngài ca diếp nhìn cái là cười. Thấy ngài đưa cành hoa sen thấy cười, thì ngài liền nói rằng: ta có chánh pháp nhãn tạ niết bàn diệu tâm, phó chúc cho ca diếp nhân dân để làm tổ sau này đó. Chỉ đưa cành hoa sen, ca diếp cười chứng kiến là được truyền tâm ấn làm tổ. Thì tại sao vậy? Thì như vậy hồi xưa Phật đưa cành hoa sen, tại sao này các tổ ngồi trên bàn không cành hoa sen người sao? Giả sử là tôi đây có cái bao kiến bất thành, tôi đưa lên thì quý vị nghĩ sao? Phải là đưa bao kiến hay là đưa cái Phật tử hay là đưa hoa sen, nó có khác không? Nếu là Phật thì khác, nhưng mà có cái không khác. Nếu mà người nào thấy đây bao kiến khác hơn cây Phật tử, khác hơn hoa sen, thì người đó bị vật chuyển, người đó là nghiệp thức nhiên ma, phải không? Và người nào nhân cái này mà thấy được mình á, thì người đó đã chuyển được nghiệp rồi. Đó, nó khác nhau chỗ đó. Thì đó là hình ảnh đưa cái hoa sen
rồi sau này các thiền sư ở Trung Hoa đưa cho Phật tử, đó là theo cái nếp xưa mà. Cho nên nói rằng nanh vuốt trong tông môn. Rồi kế đó là ngài A Nan. Sau này ngài A Nan chưa ngộ được cái yếu chỉ thiền này, cho nên một hôm mới hỏi ngài Ca Diếp. Vì ngài Ca Diếp được Phật truyền tâm ấn rồi, sau đó Phật lại truyền luôn cái chiếc y kim lan và y bát nữa, bình bát nữa. Cho nên hôm đó ngài A Nan mới hỏi, hỏi ngoài chiếc y kim lan ra Thế Tôn còn truyền cái gì cho chư huynh nữa? Không biết Thế Tôn còn truyền cái gì lạ cho chư huynh nữa không? Hay là chỉ cho cái chiếc y cái bát rồi thôi? Thì ngài Ca Diếp ngài không nói cái gì nữa mà liền gọi A Nan. A Nan dạ. Ngài bảo cây phướng chứ chùa ngã. Thì mình nghe đó mình lấy làm lạ, tại sao kêu ta dạ rồi nói cây phướng chứ chùa ngã? Mà ngài A Nan ngộ liền. Thì cái kêu dạ này nó có khác gì hồi nãy kêu về dạ cái đời, nói rằng xoay đầu chuyển não làm gì đó, phải không? Thì chính đó, kêu dạ, cái tiếng kêu dạ đó lỗ tai mình nghe, phải không? Do tiếng kêu lỗ tai nghe mình mới biết dạ, hoặc mình mới xoay đầu. Thì cái tiếng dạ phát ra hay cái xoay đầu đó đều nhân nghe, mà cái nghe là một cái hiện hữu từ khổ bé cho tới giờ không lúc nào vắng mặt ở chúng ta. Mà có nghe là có biết, mới biết giả, mới biết sai đâu, mà chúng ta không nhận nó là biết, mà chúng ta chỉ nhận cái suy nghĩ trong đầu chúng ta là biết. Và có thấy tức là có biết, mà chúng ta không nhận được những cái đó, mà chỉ nhận những cái hình ảnh bên ngoài, quên mình mà chỉ nhận vật. Cho nên ở đây thiền sư muốn chỉ cho chúng ta có một cái tâm chân thực hằng lộ liễu nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của chúng ta. Còn cái mà chúng ta hướng thàng suy nghĩ, phân biệt, tính toán đó, cái đó là giả dối không thiệt. Mà chúng ta đã lầm nhận cái giả lầm mình rồi, lầm tâm mình rồi, cho nên chúng ta quên mất cái chân thành. Vì vậy cho nên các ngài cố tìm phương tiện chỉ cái thật thì chúng ta nhận ra, đừng lầm cái giả nữa. Đó là cái cốt tủy của thiền tông. Thời để các biết.